Vậy thì cái lợi ích của trái phiếu đối với các nhà đầu tư là gì? Đúng không ạ? Chúng ta đầu tư thì chúng ta phải biết lợi ích của nó. Trái phiếu là một tài sản rồi. Tuy nhiên, tài sản này có một đặc điểm mà nó hấp dẫn hơn tiết kiệm ngân hàng. Đó chính là lãi suất của nó cao hơn tiết kiệm ngân hàng là từ 2 đến 5%. Đúng không ạ? Có một lợi ích thứ hai nữa là gì? Khi đầu tư cái trái phiếu đó, thì chúng ta dễ dàng mua bán chuyển nhượng được. Đấy, khi bạn cần tiền thì bạn bán đi. Nhưng mà ví dụ như mình gửi tiết kiệm ngân hàng, đúng không ạ? Thì mình không thể bán được. Mình chỉ có bán lại cho ngân hàng thôi. Và ngân hàng sẽ lấy ở không kỳ hạn. Tuy nhiên trái phiếu thì mình có thể bán được. Và mình không phải bán không kỳ hạn. Mình bán ở mức giá mà do xác định, do mình xác định và hai bên cảm thấy là đảm bảo lợi ích của mình. Welcome, đúng không ạ? Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Tiếp theo thì trái phiếu có lãi trả đều hàng kỳ, tháng, quý hoặc hàng năm, tùy từng trái phiếu các bạn nhé. Chính vì vậy mà nó làm cho cái việc tạo ra dòng tiền của trái phiếu rất là tốt, làm cho nhà đầu tư có thể tái đầu tư được để tăng hiệu quả và làm cho nhà đầu tư có thể là chủ động được cái nguồn tiền của mình trong cái chi tiêu sinh hoạt. Đúng không ạ? Rất là hay, đúng không ạ?